Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Tuyên Vũ Audio chúng em. Và hôm nay chúng em sẽ giới thiệu một bộ combo bao gồm là một đôi Nixo, một bộ mic không dây Kiwi, một Vanker Zia mã là KM50X và một cục đẩy công suất có là tên là Master Sound, mã của nó là XNI2500. Vâng, thì là đây là một bộ combo của anh Hoan ở trên Lạng Sơn có đặt hàng chúng em, và chúng em hôm nay sẽ lên cấu hình và ghép thử cho bác nghe. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu từ loa trước ạ. Và D1 là một đô Nixo bên em nhập khẩu chính hãng, nó xuất xứ Trung Quốc nha các bác nhé. Vâng, và em sẽ quay lại, quay mặt đằng sau để cho các bác xem. Đây, đó, đó. Thì là cái đôi loa này, thì là cái video trước của em cũng đã giới thiệu chi tiết từ bên trong cho đến bên ngoài rồi. Thì hôm nay em chỉ nói qua thôi. Và đôi loa này là bát 30. Thì đó, bát của nó là côn 17 nha các bác nhé. À, từ 17 nha các bác nhé. Từ 17. Vâng. Còn chép của em nó là từ 12. Đó. Thì là các bác có quan tâm về cái dòng sản Nixo này thì các bác có thể xem cái video trước của em cũng đã giới thiệu chi tiết. Em cũng đã bỏ tháo tung chiếc loa ra để quay để cho các bác xem. Vâng, thì còn tiếp theo nữa là một bộ mic không dây Kiwi. Vâng, thì em cũng sẽ bỏ ra cho các bác xem. Và bên em là nhập khẩu chính hãng nhé các bác nhé. Và tất cả những cái sản phẩm ở đây đều xuất xứ Trung Quốc nha bác nhé. Vâng, đây là tay mic này. Và video trước em cũng đã giới thiệu về cái tay mic này rồi. Vâng, bây giờ đây ạ. Đó, tay mic và một bộ thu sóng nhá, không cần đầu thu nhá các bác nhá, chỉ cần em này thôi là nó cũng đã thu được rồi. Đó, các bác mang đi di chuyển rất dễ, mang đi bất kỳ đâu cũng được, không cần phải lịch kịch lủng củng gì cả, có thể là đút túi quần cũng được luôn ạ. Đó, đây là bộ mic. Đó, em bỏ ra để lát nữa là thử tiếng mic cho các bác xem luôn. Và từ đây là dòng vang Zia KM50X, em cũng đã giới thiệu qua trên video trước rồi. Thì là bây giờ thì em sẽ nói qua thôi. Đó, thứ nhất là về cái trình điều khiển của em nó. Trình điều khiển của em nó bao gồm có 8 kênh. Đây, các bác đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đây. Ở đây này. Thì sao? Ví dụ như là kênh số 1 là delay này, 2 là room này, 3 là echo, có nghĩa là nó có 8 cái cấu hình để cho các bác hát, các bác thích chọn cấu hình nào mà nó vừa mình tai của các bác thì là các bác có thể là chọn cấu hình đó. Đó, và cái phần này thì là chỉnh rất là dễ, cái Vanker này chỉnh cực kỳ dễ. Đó, các bút vặn của nó cực kỳ dễ, nó có thấy không? Đó, cực kỳ dễ. Còn ở dưới đây là em đẩy công suất Master Sound mã là XNI2500. Và em này là có công suất của em nó là 4500W một kênh nhé, 4500W một kênh. Hai kênh của em nó là 900W, đó, 450W một kênh. Và cái cục đẩy này thì các bác có thể đánh full đôi 30 như em đang ở đây, đánh thoải mái luôn, căng đét luôn. Đó, như vừa rồi em cũng đã mở nhà một đoạn nhạc sàn đấy, thì là các bác nghe hồi đầu thì nó cũng nghe được, cảm nhận được rồi. Đó, con này là cực khủng luôn, và anh như một đôi full này đánh cực khủng luôn. Và bây giờ em sẽ chi tiết phía sau cách lắp đặt. Đó, thì ví dụ bác Hoan, bác ấy có về, bác ấy muốn lắp đặt thì là chỉ cần xem video này là về bác ấy có thể lắp đặt được rồi. Đó, đây thì em sẽ hướng dẫn từ đầu, từ bỏ cái con em rút cho anh cái dây này ra, rút cái dây loa ra. Đó, thì là sẽ hướng dẫn từ đầu cho các bác ấy xem, các bác ấy sẽ dễ hơn. Đó, đầu tiên là thiết bị nguồn này các bác nhé. Đó, bên trái của cái cục đẩy công suất này nó là cục nguồn, thiết bị nguồn vào, nguồn điện nhé. Bây giờ sẽ cắm vào nguồn vào này. Đó, tiếp theo nữa là nó có hai cổng cắm ra loa nha các bác nhé. Nhất là phía dưới đây thì là các bác có thể cắm níu trích. Đó, cắm níu trích rất đơn giản, rất nhanh. Nếu như mà cái níu trích này dành cho những cái bác mà hay phải di chuyển, ví dụ làm sự kiện chẳng hạn á, các bác làm sự kiện thì là hay cắm cái này. Như em ở nhà, nếu mà gia đình thì thường thường em sẽ lắp vào cái thiết bị này. Đó,
thì là trên này thì là cũng là thế, nó hai kênh của đẩy. Và em này của nó thì là có hai quạt gió nha các bác nhé, kêu rất êm, quạt gió kêu cực êm luôn đó. Đó thì là em lại sẽ cắm này đó, rất dễ thôi, đỏ vào đỏ trắng em cho vào đen đó, rất dễ thôi đó. Còn tiếp theo đây nữa, em tháo cho anh cái này ra rồi, thì là đây là nó có kênh channel A và channel B, channel A vào và channel A này. In, còn đây là in này đó, out đó. Thì đây là nó có ba chế độ khi các bác đánh nhá, ví dụ như đánh em B hiện tại em đang để Citadel này đó, là 2-2 này, Bananel là 1-2 này đó, Bananel là 1-2, còn cái Bright em gạt sang Bright đó, Bright là các bác đánh cho em là hai cực dương đó, hai cực dương của nó là cộng cả hai cực nó là thành 900W đấy các bác nhé, kiểu đánh súp cực khủng đó, thì là các bác đánh như Bright này đó. Thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn chi tiết là cách cắm từ cục đẩy công suất lên van. Thì là em sẽ đây bắt đầu cắm, các bác chú ý nha, các bác chuẩn bị cho em là cái dây canông đó, dây canông đầu được cái đó các bác đó, bắt đầu các bác cắm lên vang ở đây em từ rút ra để hướng dẫn các bác gì đó. Từ đó các bác nhìn thấy không, các bác cắm vào ao này đó, ao này đó. Từ từ phải nếm nét để cho các bác nhìn cho là chữ này đó. đó cắm vào đây, và đây là thiết bị nguồn của vang, rất dễ thôi, cắm thiết bị nguồn vang vào. Ok, và tiếp theo em lấy nhạc từ máy tính nhé các bác nhé, em lấy nhạc từ máy tính này đó, em qua thẳng đây luôn đó, các bác nhìn này đấy, music nó có chữ, từ nó có chữ music aux này đấy, music aux thì các bác cắm vào đây cho em đó, đây là từ máy tính hoặc từ điện thoại nhé, hoặc là từ âm ly đó, các bác cắm vào đây cho em rồi. Ở đây thì em sẽ lắp mic vào để test mic đó, nhỏ nhưng có võ các bác, không cần đầu thu đó, nhỏ nhưng có võ, giá lại cực yêu thương. Bây giờ em sẽ test thử cái mic này xem cái chất âm mic ra thế nào các bác. Toàn bộ em mới đập hộp ra, em chưa động chạm thì chưa chỉnh chọt gì về, chưa can thiệp về bên trong xử lý mic nha các bác nhá, em chưa can thiệp gì cả và em sẽ để phẳng hết đó, thì là của nhà máy như thế nào thì em để nguyên như thế đó. Thì bây giờ em sẽ thử mic rồi, đây là em đang thích kênh số 5 này các bác này đó, em đang thích kênh số 5 rồi, thì là để xem là nhà máy người ta đập số 5 là như thế nào đó. Nào, được chưa? Và chúng ta sẽ sang phần thử. Tiếng rất là sâu tiếng, và bây giờ em sẽ test mic đó lịch rồi, quên chưa bật
Đây nhá, các cái các bác ạ, đây nó có một cái công tắc bật bật mở tắt mở này. Đó các bác, khi mà các bác về, các bác nếu mà không nên thì bác kiểm tra này giúp em nhé. Đó, đây là tắt này, nó tắt thì nó sẽ mất cái đèn xanh này đi. Khi các bác bật lên, đó, thì nó sẽ hiện cái đèn xanh này. Đó. Và bây giờ em sẽ thử test. Một hai ba bốn năm sáu bảy. Em sẽ. Đó, các bác có thấy không? Chất âm ra cực ấm, cực sạch tiếng, rất thanh thoát. Vâng ạ. Thì là tất cả là cái bộ cấu hình này là anh Hoan ở dưới Lạng Sơn, anh ấy cũng đã đặt hàng của chúng em, và hôm nay chúng em sẽ test thử để cho anh ấy coi. Đó, thì là mọi chi tiết thắc mắc hay là có các bác đặt hàng thì là xin mời các bác gọi qua số điện thoại 0978503822. Bên em sẽ tư vấn và sẽ có cái chính sách làm sao hỗ trợ giá tốt nhất cho các bác. Vâng, thì là bây giờ thì chúng em cũng đã test xong và cũng cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và nếu mà thấy hay thì các bác đăng ký kênh giúp chúng em và like cho chúng em. Và mọi thắc mắc có thể các bác có thể là bình để bình luận bên dưới, chúng em sẽ giải đáp một cách sớm nhất cho các bác. Vâng, xin chào các bác, chúc các bác luôn mạnh khỏe.